xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn luôn nha. Thì ngày mới anh em mình cũng xin kính chúc tất cả các bạn gặp nhiều may mắn và được nhiều sức khỏe nha bạn. Thì hôm nay anh em mình mới mua được cái đường này nên anh em mình làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ để anh em mình ăn mừng mới mua được cái đường này nha bạn. Đúng không? Đường này mua có bao nhiêu đâu? Mua đường còn cặp bên không có mua không? Không mua đường mà. Mua đường thôi à? Đường này nói chung anh em mình mua không có nhiều tiền nha bạn. Có được có ngàn mấy chục tỷ nhiêu. Đúng hả? Ừ. Rồi đặt tên là đường gì? Còn đặt tên là đường gì? Đại lộ Đông Tây. Đúng hả? Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một cái món là bạch tuộc sống nha bạn đây. Ồ, anh em mình có mua 2kg bạch tuộc sống nha bạn đây. Bỏ qua đây nha. Đây là một mớ hào nữa nha. Để anh em mình sẽ làm cái món là bạch tuộc với hào. Anh em mình sẽ làm cái món sốt thái nha bạn. Ồ, đây thì hành tây anh em đã sắc rồi. Hành tím chưa anh? Tím. Đây là cà chua bi với cà pháo nha. Để anh em mình cũng mua sẵn rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đem hấp bạch tuộc và hấp hào. Để anh em mình sẽ làm cái món hào bạch tuộc sốt thái nha. Và bây giờ anh em mình hấp liền nha bạn. Không ra không linh tinh liên tiền nữa nha. Đây bây giờ anh em mình đã bắt nước lên để anh em mình hấp bạch tuộc nha bạn. Đây. Ui lỗ vừa mọi luôn trời. Anh em mình sẽ cho bạch tuộc vô để hấp nha. Bỏ vô vậy. Con này sống không nha bạn. Vuốt nó, vuốt nó. Gì trời, vuốt nó. Trời ơi, chạy cái nhanh luôn. Thích chả? Ui, vuốt nó bóc nào. Bóc bóc nó ra. Bạn hết rồi. Ờ, nó lộn lại hai dở ha. Vậy đó, nó sụt hết rồi. Quay đại ca. Anh em mình hấp bạch tuộc trước bạn rồi anh em mình mới quay qua hấp hào nuôi dẻ vậy bạn. Ủa, quả không có giống nuôi dẻ ngày ba cái vậy. Áo mày bóng. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ lắp lại để hấp nó luôn nha bạn. Rồi, ok. Rồi chút xíu bạch tuộc chín anh em mình sẽ chớp bạch tuộc nha. Rồi anh em mình sẽ hấp hào nha. À, các bạn thì nãy giờ anh em mình hấp bạch tuộc chắc là chín các bạn. Giờ anh sẽ Đổ ra luôn hả? Đó, cái chui dưới kìa. Đó, cái chui hai con đó. Chui xuống rồi. Lúc đầu ngu dữ vậy trời. Đất chết ừ. Trời ơi. Bất đại luôn đi. Năng niên mà chuyển diễn vậy đó. Chui xuống rồi. Bạch tuộc đã chín nha. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển qua hấp hào các bạn. Hấp hào vô liền. Thử luôn đi các bạn bang nha. Thử luôn đi các bạn bang nha. Đây hào sữa nha bạn. Đó, hồi đó anh em hấp cho nó mở miệng rồi anh em mình sẽ lấy ruột đó nha. Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục đẩy lại nha bạn. Đây thì hào mình hấp nãy giờ có con nó mở miệng nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đem những con mở miệng ra để anh em mình tập lấy ruột của nó nha. Một em. Đó. Hào này là hào sữa nha bạn. Đó. Của anh em. Em của anh. Cậu còn có dấu tóc mà không trời. Càng mắt dữ ta. Nóng dữ ta. Đây chị thấy là mở hết rồi không quay. Mở hết rồi. Mở đó. Mở ra nè. Mở rồi đó. Đổ ra cái bộ đi. Đổ ra không đi quay. Là đây đó. Mà mở ra nè. Mở. Đặng. Tôi không biết chú Phan mở mà. Nè nó nắm điện cái là đổ ra luôn. Cái gì rồi. Đậu không biết mình đổ ra luôn chứ hả. Chị giúp bác. Đậu không đâu hiểu chữ coi á. Đậu. Đây hả. Hãy lấy đậu đậu bố mày chứ mày đậu bố nó là đúng người ta trời ai bây giờ chơi đào đội chịu được lâu đó ăn hết rồi mày đậu trước đi đậu đội trời đất quéo luôn kìa đậu không thôi giờ anh em mình đem hào ra để tách lấy ruột nha bạn. Đây bây giờ anh em mình sẽ tách cái ruột hào nha các bạn. Đây là hào sữa nha nên cái ruột nó không bự bằng hào đá nha bạn. Nhưng mà ăn nó thì nó có sữa hơn hào đá nha. Đó. Sữa cho con bú. Đây thì dán dán chút có sữa con bú. Ăn sữa. Mời các bạn cá đi. Thôi. Mời. Chúng bạn sao? Mời. Món rồi. Đây. Đó. Quá đã trời. Sao con này nó có tôm hú vậy? Hào này hả? Thằng con này bự dữ hả? Con này có mấy đứa ca. Con này mới bự nè. Sữa là phải cầu nữa. Con nó mập lù ngon dữ trời. Con này sao thích thèm vậy hả? Con nó bị teo dinh dưỡng giống con rụng. Con nó bị uống sữa tăng căng hay gì á. Ồ, ruột ngon ngon không ta. Dạ. Tiêu. Con nó úp nó ra vậy mới ngon nè. Chửi không kìa. Mẹ chửi mập kìa. Ồ, con này hừ lử luôn. Quá đã, con này mập lù hừ lử luôn. Mập giống nào. Con này cũng mập lù luôn. Con ngon.
Ừ. Sao này ngoài nó ngon hơn con dẻm ta. Ủa? Một thao vậy được có như đây con hả? Nhiều mà. Cái này chủ yếu là mua vỏ mà. Nhiều, mà cứ cái trời. Ghê ăn vỏ gì vậy? Ây da, em bị cay. Món ăn vỏ hả? Tự hào mà. Hên nó chưa mang miếng xi măng. Hên thôi tức lô. Ổng nhầm con nó mang miếng xi măng thứ già lửa luôn. Bởi vậy nó hút lên. Gì quất gì ghê ghê phén. Nó hơi bị lẹo lưỡi. Thuyền không đi ca một cục uống đâu vậy? Ủa người vậy mà đã đó. Thuyền không đi ca. Ơi sao này kỹ trời. Mua 5 kg lô mà có nhiều ruột đây mà dạng nãy nó kêu tao mua 1 kg thôi. Mua 1 kg hả? Ờ. Kêu mua có nửa ký được rồi. Chủ yếu mình ăn vỏ. Bỗng mua nửa ký gì lấy cái vỏ này hấp ra để nước trộn cái gì á. Chủ yếu mình ăn vỏ rồi. Thấy vậy cũng nhiều chứ, thấy vậy chứ nhiều hơn một tô thịt dẻm mà chứ bộ. Rồi, dễ nhiều hơn à. Nhưng mà nó có sữa. Thịt dẻm mình muốn mò lên thau mình lấy muốn lấy nhiều luôn cũng cắt giả chứ. Thì nó cũng nhiều hơn cấp không có à. Ừ, thích đó. Rồi, ngon lại nè bạn, đây được một mớ ruột hào nha. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang để làm cái nước sốt Thái để sốt hào với bạch tuộc nha bạn. À, các bạn ơi, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm cái nước sốt Thái để anh em mình sốt hào với bạch tuộc nha. Thì cái nước sốt Thái này thì mình tự pha chế nha bạn. Có gì đó sai sót không đúng các bạn thông cảm nha. Sốt sốt chung sốt lên. Sụp lên nhớ đều. Ừ. Sụp đều lên đều. Đây là cái chai mắm niêm nha bạn. Đây là mắm niêm nha. Anh em mình sẽ cho một chai mắm niêm nha bạn. Quậy. Nấu xong có không nấu luôn trời. Hai muỗng luôn đó. Một chai mắm niêm. Gì mặn chắc rồi đại ca. Gì mặn chắc muối nhậu á. Một chai mắm niêm nha bạn. Đây là tương ớt nha. Tương ớt. Gian ông trời lắm em chứ hả? Khem không? Chai này là thử là đủ không đủ mình làm chai nữa. Giờ đặt chứ à? Dễ. Ôi. Tiểu quá, phải không? Cái này hết hay là đủ. Cái này cái thèm á. Giống như cái lỗ mũi vậy trời. Nhức cổng gì không? Nhức cá. Nhức cổng gì không? Đó các bạn từ đó giờ tao có đâu bày không? Đúng 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 rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày tính này mà ông mày xin này nhất tao, nhất xin này vậy. À mày ba mày không? Ê ông có gì đó. Rồi tương ớt nha bạn, đây là ớt ớt bột khô nha, nửa hũ một hũ hũ rất là bóng luôn á, đang chanh chưa, đây là khoảng niêm cái đây đường nha bạn, sao không nặng vô đây rồi niêm không nặng vô niêm rồi liêm rồi mình hết lặng nhá, liêm rồi hết lặng, liêm rồi hết lặng ngọt nước mắm để sao thấy nó sạch 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 chưa trời, giống ốc luôn lùng chứ vô chanh vô chanh chậm nha bạn. Trời ơi trời, nặng chanh vô nha bạn. Sao nặng mà nước miếng nó chảy dữ vậy? Nặng chanh là thấy có gạch rồi đó nha. Trời ơi. Đã. Thấy có chanh vô nó mới gạch. Nó tốt. Trời ơi, em có cái thèm nha. Bốc dùng trời. Ồ chảy 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 nghe nước nghe nghe mùi chanh chảy chảy. Mờ lem. Gắn đó. Này gắn ơi. Gắn mặt uy tín chứ trời. Gắn dưới trời. Liếm tí rồi. Mày hay, mày đậu. Bởi vì mày dưới mày coi ông gì không á. Còn buông ra cái gì. Ồ, còn lại. Ông này, ông phải qua đây, ông phải qua đây luôn chơi. Tao đời nào mày. Ông phải qua đây luôn chơi này luôn đó. Tao đời nào mày giỡn cái đầu dưới trời. Ông bỏ quýt cái đẹp ghê vậy. Chỗ đang chanh đó thiệt. Đây vô ớt nha bạn. Đây là ớt bên em mình sắc miếng nha. Chừng miếng chừng. Hết luôn đi, hết luôn đi. Đâu quánh cái một luôn. Cũng chừng miếng cái tô nước sốt gì mà để. Trời ơi. Để mặt không hả? Đây đây ha. Đắp mặt chơi chơi đắp mặt. Đây là xả nha bạn, xả anh em mình sắc mỏng nha. Vô luôn. Còn gì nữa? Đây là chanh anh em mình sắc lát, sắc miếng thì đều có nha bạn, sắc miếng vuông có, miếng tròn có nha, vô luôn nha bạn. Rồi. Tới cái này mới đã. Đây là cái dao húng lũi nha, mình cho vô một mớ nữa nha bạn. Ít thôi, vừa vừa thôi. Đó. Còn làm gì nữa? Sao đặc biệt thơm bơ vậy trời? Mình cho gì nữa? Còn gì cho vô nữa đi. Liêm đi cho miếng dừa dưa không? Dừa thì mình cho thêm đường muối bột ngọt chứ để hồi nữa mình quết cho đây cái là bón luôn á. Tại tôi sốt cái ách đụng vậy. Tiêu đít ca. Sốt. Mẹ này miếng này tí. Giống cỏ voi bỏ máy xì ra.
giống xây ba ăn giống bò nó ăn dưới trời tới một chuyện trời tại mình xin phép mình nêm miếng nha bạn, mình chưa chơi nước miếng mình muốn chào chào rồi. Trời ơi, chua hả? Còn áp nhỉ à? Chua lắm hả? Đường mới đường, đường mới hơi mặn. Miếng đường với bạn hơi mặn chút nha. Tại vì cái chai bấm nêm á. Ok. Ok, ok, hồi cái chanh trong này nó ra thêm nữa là nó cái hành tím mà sắc lát lên luôn nha bạn. Chú, biết chưa ta? Một một sao như cái núi gì trời, có thể có bánh cà. Hồi đó này lâu không? Vô hết cái đó luôn hả? Cái này mà không có cái tô này là trọng trọng á. Bước điều điều cái trọng á. Ừ. Trời ơi. Còn cái hộ nó hồng. Vậy cái mình. Hết cái hộ. Hết hộ cái. Vậy dán tô luôn không nè. Dán má không đụng. Trời ơi ông biết nó là thành đó. Ờ gì nói tao. Tao thiệt nha. Nhất nhất không lùng gì cũng sạm. Trời ơi trời ơi giúp tao. Nó chịu à. Rồi vậy đây nha. Vậy đây nha. Để thôi là hư bột hư đường hết rồi. Anh em mình ông xào ông nói. Qua cái món này giống Thái Lan đó nha. Thấy chưa? Qua đây đó, chị ba đang khạp rồi đó. Lấy giùm cái khẩu trang này. Qua thấy giống chị ba đang khạp chưa? Khạp. Nếu như cái này mà đúng bên Thái Lan làm là phải kéo cáo khạp lon khạp len. Nữa hai cho hứa gà này ngồi trộn trộn. Mới hả? Mới hả? Đúng không? Đúng đúng đúng. Hai cho hứa gà tao trộn tao khòm khòm nha. Mấy quay đang chỉ chỉ kia nha. Cúng cho bà đất đai đi bạn. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn thưởng thức cái món mà bạch tuộc với hàu mà số Thái với anh em mình coi nó như thế nào nha bạn. Các bạn ơi thì nãy giờ anh em mình cũng làm cái món bạch tuộc với hàu số Thái nha bạn. Thì anh em mình cũng vừa cúng cho bà đất đai xong nha. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức coi nó như thế nào với anh em mình nha bạn. Oh, bực quá. Bực mình. Cái này mình chấm cái gì không ta? Chấm khỏi khỏi đi. Chấm nước sốt đó. Nó sốt rồi mà chấm gì? Nước sốt nước gì? Sốt. Sốt chứ mà sốt. Nước sốt. Làm như là gom mà gì nó sốt. Chua dừa. Mày nãy nghe nói à? Nước sốt mà chấm gì? Sốt. Mày giống sốt tina hay con? Nước sốt. Đây là mấy con bạch tuộc sốt Thái nè bạn. Trời trời sao khổng lồ với trời có thể có bạch ca. Mình cứ chấm ở dưới cái nước hồi nãy mình xuất thái rồi dưới đây nè. Móc quăng lỗ đi. Ừ, đây, mời tất cả các bạn cùng ăn con bạch tuộc xuất thái với mình nha. Ồ, móc quăng lỗ cái mũi trong mũi còn luôn hả? Ừ. Cái bầu đi. Đâu? Hết. Ông này mũi à. Ừ, đi. Ủa, chừa cái bầu lại. Trời ơi, nhẹ vậy. Chừa bầu lại ăn sao không? Nói chung là bất cứ cái món ăn nào phải đưa cho ông Sàm thử độc trước. Tại vì ông là thái thử độc. Nung cái miếng, nung cái bạch. Cái này heo bạch luôn, heo bạch gì. Chuột này giòn á. Giòn. Giòn ha. Ừ. Rồi sao nữa? Nó chua chua, nó cay cay, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó ngọt thơm. Rồi sao nữa? Nó ngon lắm. Nó hết rồi. Rồi lỡ là mình mời bạn cái bọng mình luôn cho nó hết con luôn nha bạn. Rồi sao nữa? Mời bạn miếng chanh luôn nha. Miếng bánh ca. Quất luôn. Quá thịt, quá thịt. Ăn ngon quá nè em ơi. Vô chùi chén vô bóng cái. Thằng bà tuộc này giòn nha, không có ra không mềm nha. Ừ. Tại vì hấp nó giòn á. Con mắt ông địa từ bên đây địa tới bên kia luôn. Rồi hả? Ô chanh mắt ông nhẹ tiền hả? Các bạn. Mình giết cái bọng dưới nha các bạn. Cười hả? Chưa. Quá cái bọng nước bọng nước. Trời thấy ông gâu bọng rồi tôi thấy tèm rồi. Trời cái ông gâu rồi độc đáo như vậy. Béo. Tới béo luôn. Đầu gấp đó đi trời ơi. Cái này miếng xả sắc cái nha, giòn sọp sọc. Mời tất cả bạn nha. Đấm miếng cà bi các bạn. Cà bi là cái gì? Là mấy viên đạn da. Mời tất cả bạn nha. Lấy của anh hùng pizza phải không? Biết anh hùng pizza không? Biết lông mồng gà không? Đây làm miếng bún nha bạn. Các anh em mình cái món này phải dằn thêm miếng bún nữa nha cho nó ngon nha bạn. Đây vô miếng bún. Con cái pháo cái gớp. Cái mình cho bảy con hào lên nha bạn. Xin con bạch tuộc mini thôi. Bỏ vô đây luôn.
cái mình xin vô miếng chanh, mình dắt vô miếng chả cảo, cái mình mà chan vô miếng nước. Cái chua đó. Chua à? Cái chua biết đúng. Này ubiya. Rồi dứt. Cho miếng ớt tất cả bạn nha. Vậy lùa luôn chứ ăn sao được chạy. Im luôn, mãi bạn làm cái rau luôn nha các bạn. Vô nha bạn. Ừ. Ủa lại. Vô. Làm bậy con hào liền. Đúng rồi. Để vô miếng chanh. Vài lát hành. Trái lưu đạn. Nước sốt. Không, trái lưu đạn gấp được rồi, gì đi. Nước sốt nữa. Chấm vô miếng nước sốt. Đúng rồi. Mời các bạn nha. Sốt mà sôi. Quất cả 4 cái. Có bún vô hợp lý nha. Quất này xíu. Để vô. Quất nó mới dẻo à. Ấy vô. Ủa mạnh quá. Trời ơi mạnh dữ vậy. Cho nó lồi lên mới được. Trời ơi mạnh dữ. Ôi. Làm bậy chả cà này có nổ bốc không ta? Gộp liền chứ. Ủa, nổ bốc luôn trời. Nổ bốc bốc liền. Không bỏ được trái. Tà báo giòn cốp lắm trời. Giòn. Yeah. Dạ. Vô. Chi. Sai. Xúc. Tiếng ớt nữa. Cái mọc lớn. Mọc lên. Mời tất cả bạn nha. Trời ơi. Đủ. Nhớ ăn bún trộn với trời. Nhớ ăn bún thái với trời. Vô mày các bạn nha các bạn. Nói chung là thời này là anh em mình khỏi cần qua Thái. Cũng có món ăn Thái không? Cũng có đồ ăn Thái. Tôi gặp đang làm quá làm mà tôi làm cái mà được. Làm gạo cái. Làm gạo đi. Bún. Gạo tháo rồi. Đúng rồi. Dạ. Con bạch tuộc. Trái cà chua bì da ma. Bún trái cọc pháo. Mặt má bún trộn ha. Bún con hào. Miếng chanh. Thử gì sao? 7 2 3 con hào được rồi. Chắc làm cái màu luôn á. Hai ba con mực. Làm cái màu luôn á. Cái mọc. Mời các bạn nha. Trời ơi, rất hào luôn rồi. Ừ. Vậy mới hợp lý á. Không? Ừ. Hành để gói ngoài ra bậy liền không? Ủa, kiếm con nhỏ nhỏ ăn coi. Mứt con nào quá. Con này nhỏ xíu cho mấy em gấp. Nè con này nhỏ nè. Là vừa cái họng luôn nè. Ủa họng nhỏ, họng nhỏ mà. Nhỏ. Trời họng mày hứ già luôn nhỏ thèm nha. Họng nhỏ. Họng có tới, nó chỉ luôn mà nó mà họng nhỏ. Thiếu cái này là không ngon nè. Gì? Ớt. Ớt. Mà thiếu cái này mà không ngon á. Có luôn nè. Cái này nó mới dày nè. Ờ dày chắc không nổi luôn rồi ơi. Yếu. Vô mày các bạn nha các bạn. Đủ bộ có lý trời. Bộ cắn im với trời. Đài đẳng bộ có đài có đẳng vậy ta. Làm mấy miếng gì nữa rồi. Im dữ ta. Mà im không? Im. Mà lém luôn á. Không mà cái này ngon lắm nha bạn. Cái cà pháo á. Các bạn dép dép là một miếng nước sốt nha. Các bạn cắn là có rụp nha. Mời các bạn nha. Nãy giờ quên cà pháo rồi. Giòn, cà pháo giòn. Không, mấy người không có gan ăn không được đâu. Sao không được vậy? Không được. Tại vì ông nói là có cái món cà pháo là bạn nấu có đúng ăn không được chứ gan. Có ăn nữa bạn. Đồ. Đồ có ăn chưa? Nó còn vô leo quá trời. Một. Có ăn chưa? Có ăn chưa? Mới một gan sữa. Mới lớn không? Mới một gan sữa. Mới có 2 gan à. Vô bạn. Vô 2 con hào bạn không? Trên con bạch tuộc bi nữa nha. Bạch tuộc bi không? Ừ, cho cà chua bi xong rồi tới bạch chuột, bạch chuột nữa chứ nó bạch chuột nữa rồi. Cái miệng tao cái này bỏ đậu lắm mới sao tao nói tàu lao mới lao không ta. Thời sắp bị lẹo lử rồi tao biến luôn. Sắp bị gì mà viên nó không sắp bị gì rồi. Bị viên nó tính nói mà không dám nói rồi, không nói rồi đó. Bị lẹo lử chắc tao biến rồi trời. Nói gì ghê ghê không ta. Sắp mấy miệng rồi. Mấy mẹ hả? Mấy mẹ không? Đây mời các bạn một đũa với mình nha. Ồ, cái bỏ luôn. Cái bỏ. Trời ơi trời thằng nhà tè. Ngón méo miệng được kìa. Đi bới anh được kìa. Kê mỏ nha. Mấy ông còn nhỏ tôi chín còn nhỏ kìa. Ông làm đũa gì thấy ngon không ơi. Tới mình không bạn. Mời các bạn nha. Cái ông đó quýt quá. Cái ông ăn như nào chứ. Vô bạn. Tôi cần rau màu tôi ăn không được luôn. Còn cái miệng nào nó bay là rau. Đó, trả miệng. Cái bụng, cái bụng. Cái miệng. Cái miệng à. Mời các bạn nha các bạn. Cảm ơn.
cái thịt ở đây nè, le cái bốn luôn á. Kia nó cờ cái khè cái như mưa bắt vào đây phùng cái món luôn. Nghe lạ hơn. Cái gà pháo này, cái gà pháo phải không? Mà các bạn ha. Giòn tan phải không? Bây giờ gà pháo sống cũng ngon, đâu phải là ngâm chua cũng ngon đâu, phải không? Cho ngon không? Cho miếng hào à. Cho hả? Nhất là cà pháo này mà với mắm tôm á cũng ngon dữ nữa. Mắm tôm hả? Mấy mặt cỏ đâu? Không. Ngon quá. Ngon lắm ơi. Thịt luộc. Thịt luộc không? Thịt luộc là cái gà pháo không? Ừ. Đúng 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 đúng. Cà hó là ăn với lá thu địch phải không? Cà hó ăn với lá mơ. Mơ thèm. Đúng rồi, cái lá mơ đó. Ai mà cái lá mơ không ơi? Có lá mơ. Cái miệng này giống cái miệng không ơi, đậu. Bỏ ra nó gớm luôn. Gì cũng nói được chứ. Ờ, cái miệng này giống cái miệng đó. Đó. Này nó đã hử chứ mà đã húi. Ê. Đã hử nó mới thúi mà. Trời ơi. Cái nước sốt này nói chung là nó cũng không mặn mấy nha, vừa nêm nha bạn. Đây mời các bạn lùa với mình chén này nha. Lùa cái màu con gì đưa đi cái cơn khổ á. Trời ơi quý vị con đẹp ca, nó chơi là việc thế. Còn thiếu gì nữa không ta? Còn hết rồi ông nội. Thiếu hành, chanh, cốc chanh, ổi, xài, ớt. Ừ. Ở đâu? Cà pháo. Cà pháo bồi. Đâu? Ủa lộn cà pháo chưa? Tao nhìn cho. Rồi mình nhìn. Nào có chưa? Nào có gỏi. Có rồi. Rồi chanh có à? Có rồi. Bà Lan. Xả. Dạ. Không. Đã rồi. Đã rồi luôn hả? Ừ. Rồi. Dứt. Xin rồi bỏ xuống luôn. Không đâu. Xin bụi, xin bụi. Vô bà. Ừ. 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 Kiêm tốn, kiêm tốn mỹ mèo. Nói chung là mấy anh em trong trong mình là dễ ngại, ngại. Chỉ có miệng to là xe M thôi chứ không ai đúng không? Miệng tôi sẽ ớt à. Miệng tôi sẽ ớt à. M của người nước ngoài á, đậu cho anh một bên. Miệng tôi sẽ ớt à. Hào. Mày ớt hả? Ờ, ớt. Mở thông tin á. Có điếp lờ. Cái con nhỏ nhỏ ơi. Thằng bự đậu đi. Đậu nữa nãy nhỏ nhỏ. Tìm. Cái miệng tôi không ít lờ mà. Trời ơi, ít lờ tìm á. Ủa, cái thằng nhỏ đang trộn bộ cái mọc luôn. Trộn bộ không? Trộn bộ. Huynh nó ở đây không che đúng không? Giống mẹ mẹ không che. Mày nói trộn bộ. Trộn bộ không? Trộn bộ đó. Như tập. Cái gì? Như tập. Đậu xanh tiếng mấy hai tiếng mà hồi coi thấy bà. Nói chung là các bạn đừng có hiểu gì vậy mất công nha. Nói hài ảo đó nó không hiểu đâu. Đừng có tập trung vô hiểu. Không hiểu đâu. Mời các bạn nha các bạn. Cái quy mô dưới trời. Ở trong ông lùng các bạn chỉ nhìn nó bộ râu rồi các bạn biết ổng sao rồi. Biết là cá chốt phải không? Ừ. Biết là cháu tu đà. Cháu bộ. Đúng rồi. Con hả? Con. Con tu đà mà. Mấy người nào Út là hưởng thừa hưởng hết tất cả luôn á. Con của tôi tu đà mà em có thầy ông nội. Anh em của em hỏi. Anh em trong trình với thầy ông nội đó. Cô Gia Hoa là bạn gì? Cô Gia Hoa có biết ai đâu nội ơi. Ôi, bộ biết nó kìa, biết mấy triệu à. Thôi thiệt, tôi tin nó biết. Chắc không? Chắc. Tại đó không biết nó không biết thiệt. Nè, mời bạn con bạch tuộc kìa mà. Chấm với cái nước sốt rồi luôn nha. Đây là bạch tuộc sống hồi nãy anh em mình hấp nha bạn. Đây mời các bạn nha. Cắn cái bọng trước nè. Ghê hả? Tôi tưởng đâu là mát à, mát luôn rồi chứ. Chè ta mới mắt ta ba à, không? Rồi. Béo. Hồi nãy lùa bạch tuộc và lùa hào nè. Đã. Mời tất cả các bạn nha. Trời trời. Ông cũng ghê vậy hả? Ừ. Hơi bị dữ luôn. Đây. Vô luôn các bạn ơi. Vô bạch tuộc các bạn. Không. Mà cái chả trong cái bụng của con bạch tuộc ăn béo thiệt ha. Béo. Gan đó vậy. Gan quá. Ừ. Có nhìn con có trứng nữa.
trắng đỏ. Tại vì bạch tuộc này là sống các bạn, nên anh em mình không có mặn nha, để nguyên con anh em mình lát thịt nó luôn nha bạn, cho nó tươi. Đó. Có thiệt không mấy mẹ, ta ăn hoài mà đã hoài vậy. Ông Lùng mất cái tàu đà cái giờ im ghe liền, hấp nước, giờ hấp nước. Bạch tuộc thì theo từ ngữ là mình kêu, còn dân mà ngư dân mà đám đất biển người ta kêu này con ma da. Ma da hả? Ừ. Không chứ tôi kêu bằng con chó mà. Nó đẹp vậy hả? Nó còn nhỏ phải là kêu là ma da, bự là kêu bạch tuộc. Giống mấy con chó vậy. Không. Hiểu. Tại sao kêu bằng ma da? Thì nó giống như ma da. Nó cũng hết đó. Đúng rồi, ma da là em. Ma da hả? Không chứ tôi kêu con chó. Nó bám vô hả? Rồi. Còn bà, bên bên hướng bà nội tôi kêu bằng con chí đột. Gần tinh tinh luôn á. Gặm cái cà chua hơi bi á. Cà chua hơi bi. Cà chua nó có chua mà kìa, cà chua rồi. Nó cũng chua. Không chua không? Nó lạ lạ. Chua chua không? Chua là cà chua. Tại vì nó giống trái cà chua. Mà thấy giống cà chua chỗ nào? Vậy nó màu đỏ nó cũng tựa mà nó bi. Là nó nhỏ. Bi là nhỏ. Tại sao mà trái mà lớn gì sao cũng kêu trái bi. Trái bi là cái nào? Bi dạ. Tại vì cái bi da nó khác, còn này bi cà chua nó khác. Chú hậu là bi. Mày không? Mày uy tín không? Mày giải thích cho đây, hơi gối ra chỗ đó nha. Mày sao mày lớn gì cũng là cái trái bi. Học, ông học toán học bi là nó nhỏ không? Bi mà sao nhỏ được? Bi bằng 3.14 nhỏ thôi. Bi mà nhỏ thèm chứ hả? Bi lớn hơn chú một nữa. Tại sao đại ca bi ở bên Trung Quốc bự vậy? Có đại ca bi. Đúng như vậy. Ông thầm có đại ca bi nữa nè. Ừ. Đại ca bi gì đó. Đại ca bi, đây là đại ca bi. Anh bơi anh bi. Anh bơi. Bơi không? Anh bơi anh. Bơi ta lên giường cái gì anh dạy Hậu Nam nhóc nhỏ của anh lại nha. Rồi thấy lắm rồi đó. Biết luôn. Mời các bạn nha. Người trong giang hồ hả? Ừ. Nè thằng này cũng trong giang hồ nè. Mời giang đắng làm hồ. Chưa mãi mới làm hồ. Rồi kiếm con nào mà vừa vừa mình nạo con nữa nha bạn. Chung giờ nhỏ hết là nó còn con lớn lớn lợi không nha. Đây, mời các bạn quánh cả nguyên con chứ ăn cái bụng trước ăn cái sau nó hết ngon bạn nguyên nguyên luôn nha. Đậu nổi thì không ăn cái gì mà hơi chớm cha chớm chét ăn đi ớn vậy trời. Đậu chớm nè có mà tuột về phải không? Là mới ăn ít ít ta mới ngon. Thế ai đâu mà ăn kỳ cục mời các bạn nha. Nè các bạn coi những cái người mỹ miều ăn nè. Hết nguyên cái nè. Tạo cái ông. Đâu ra. Đâu rồi ông bởi vậy. Gán em cầu, gán em cầu. Ông thúc gái hả? Gán em. Đậm đùng làm cái đi. Rồi đó trời, không nổi rồi. Đau rồi. Muốn nhiều mắc cờ nữa. Nếu mà không lọc tới thôi em thua nè. Lọc. Ừ. Thấy không? Lọc tới luôn á. Như thức luôn. Lọc là lọc đó, mày chạy không được. Như chết chết. Mời các bạn nha các bạn. Đó. Đó. Không lọc tới thôi em thua. Giỡn luôn. Lúc rồi, lúc rồi. Văn văn bạch tuộc ra ngoài lại nha. Văn ma ra ra coi. Nó nhái. Nhái cái đùi hả? Chúng mới ơi. Máu quá đi. Gái nhà đi. Máu quá đi. Thôi ông không ra đây nha. Rụng con nữa. Ông tay móc ngay này bớt chút. Em nó xuống. Em xuống rồi nó dội lên lại. Rồi xong luôn, nó trọng luôn. Điều này mày làm cái con chơi á đù vậy hả? Bóp vô gặp cái cốt. Nếu làm xương xương thôi. Chuẩn bị quay bên kia làm cái xà. Tôi quay bên kia là phù cái ăn luôn quá. Lấy rồi bệnh lại mới được cho hồi chết. Có thằng lấy ra thứ. Bạn đen nó quấn nguyên con bắt chước quấn này quấn. Rồi thử rồi. Mấy cái người giờ không có đẳng cấp. Thử rồi. Trần chắc mắt rồi. Trần hứa rồi rồi. Trần chắc mắt. Tên nay nói chung thì ngày hôm nay anh em mình làm cái món bạch tuộc với hàu sốt Thái nha bạn. Thì cái nước sốt Thái này thì anh em mình tự pha chế ra để làm nước sốt Thái nha. Nếu có gì đó nó không đúng quá các bạn thông cảm nha. Thôi bây giờ anh em mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Thì nếu tất cả các bạn có thích món ăn hôm nay thì các bạn hãy nhấn like clip để dành tặng anh em mình. Anh em mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye.